Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Giang thiết lập vùng cách ly thôn Công Luận 2 thị trấn Văn Giang khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng dịch tại chợ đầu mối nông sản Đông Tảo. Huyện Văn Lâm tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn. Phỏng vấn Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Nhiều hộ dân tiếp tục tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Hưng Yên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Văn Giang. Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ở Văn Giang từ trước đến nay. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 231 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 172 ca, huyện Quế Châu 16 ca, huyện Tiên Lữ và Ân Thi cùng có 14 ca, huyện Kim Động và Phù Cử cùng có 5 ca, huyện Văn Giang có ca đầu tiên và 4 ca có địa chỉ nơi khác. Toàn tỉnh hiện rà soát được gần 1.800 F1, gần 15.000 F2, đang cách ly trên 5.000 trường hợp. Duy trì trên 200 chốt kiểm soát, rà soát được trên 7.000 người về từ vùng dịch, xét nghiệm gần 60.000 mẫu. Ngay sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 ở thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang liên quan đến nguồn lây từ chợ Thanh Hà, phường Đồng Xuân, thành phố Hà Nội, 6 giờ sáng nay, huyện Văn Giang đã phong tỏa thôn Công Luận 2 với trên 2.500 nhân khẩu. Bệnh nhân sinh năm 1969, bán rau tại chợ Thanh Hà, phường Đồng Xuân, Hà Nội. Ngày 31 tháng 7, sau khi chợ Thanh Hà có F0, bệnh nhân đã trở về địa phương nhưng không khai báo y tế mà tự cách ly tại nhà. Ngày 3 tháng 8, sau khi được trạm y tế phường Phúc Tân, thành phố Hà Nội thông báo là F1 của F0 là người bán giò chả bên cạnh, bệnh nhân mới đến trạm y tế thị trấn Văn Giang khai báo, được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 4 tháng 8, lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, qua khai báo, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chồng và con. Hai trường hợp này đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Giang ra quyết định cách ly tại nhà, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn tất cả các đường xung quanh gia đình bệnh nhân sinh sống. Huyện Văn Giang đã thần tốc truy vết được 10 F1, 8 F2 liên quan tiến hành thiết lập vùng cách ly phòng chống COVID-19 đối với thôn Công Luận 2 với trên 2.500 nhân khẩu từ 6 giờ ngày 5 tháng 8. Liên quan đến các ca bệnh COVID-19 mới có địa chỉ tại xã Tân Dân, huyện Khoai Châu và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ là người buôn bán hoa quả có đến chợ Đông Tảo vào những ngày qua. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Khoai Châu và xã Đông Tảo đã khẩn trương thực hiện các biện pháp rà soát, khoanh vùng phòng chống dịch bệnh. Ngày 2 tháng 8, sau khi có thông tin về ca bệnh 157.770 ở xã Tân Dân đến lấy hoa quả tại chợ Đông Tảo, huyện Quái Châu, yêu cầu tạm dừng hoạt động chợ này trong 5 ngày để tiến hành phun khử khuẩn phòng dịch. Ngày 4 tháng 8, tiếp tục có công văn yêu cầu đóng cửa chợ do có thêm 2 ca bệnh mới ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ cũng đến đây. Ngày đầu tiên thực hiện dừng hoạt động vẫn còn nhiều tiểu thương tập trung mua bán tại các khu vực xung quanh. Lực lượng công an xã và huyện đã có mặt yêu cầu dừng hoạt động mua bán tập trung đông người. Cùng với đó, tiến hành phun khử khuẩn, khử trùng toàn bộ khu vực chợ. Đến nay đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 600 tiểu thương, người dân xung quanh chợ. Trong đó, 441 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính, 131 mẫu đang đợi kết quả. Chợ đầu mối nông sản Đông Tảo hàng ngày có hơn 100 kiosk bán hàng với hàng nghìn lượt người mua bán, giao thương nên nguy cơ lây lan và bùng phát dịch nếu xuất hiện các ca bệnh là rất cao. Do vậy, việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách khoanh vùng và truy vết các trường hợp liên quan đóng vai trò tiên quyết trong phòng chống dịch bệnh tại đây. Thông tin chúng tôi mới nhận được, Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu đã quyết định thiết lập vùng cách ly phong tỏa toàn bộ chợ đầu mối Đông Tảo, xã Đông Tảo để phòng chống dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày từ ngày 2 tháng 8 với 500 hộ, 2.000 nhân khẩu. Thưa quý vị và các bạn,
chợ dân sinh và chợ đầu mối là những nơi tập trung đông người và có nguy cơ lây lan nhanh dịch bệnh khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19. Bên cạnh ý thức phòng chống dịch bệnh của hầu hết các chợ và người dân, thì trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn còn một số chợ chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Không có bàn đựng đồ sát khuẩn, không đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào chợ. Đặc biệt là trong chợ, người dân vẫn vô tư ngồi ăn tại các quầy. Đó là hình ảnh ghi lại được vào sáng nay, ngày 5 tháng 8 tại chợ Dầu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Còn tại chợ Hiến Nam, phường Hiến Nam, mặc dù có khẩu hiệu tuyên truyền hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, mặc cho lượng người vào chợ đông, song cả hai cổng chính của chợ đều không có người của ban quản lý chợ kiểm soát đo thân nhiệt cho người dân. Theo Nghị định 171/2020 của Chính phủ, quy định hành vi không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định trong phòng chống dịch. Huyện Văn Lâm vừa tăng số chốt kiểm soát từ 9 lên 34 chốt để tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn. Huyện Văn Lâm là địa phương tiếp giáp với thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, lại có tuyến quốc lộ 5 chạy qua với nhiều khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Ngoài một chốt kiểm soát cấp tỉnh và 3 chốt cấp huyện, 6 chốt cấp xã được duy trì từ trước vừa qua, huyện thành lập thêm 25 chốt cấp xã với gần 400 thành viên tham gia trực chốt. Vị trí các chốt được bố trí để kiểm soát chặt tất cả các lối mở từ quốc lộ 5 vào các xã thị trấn và từ đường nhánh, đường gom vào các khu cụm công nghiệp. Một số lối ngõ nhỏ vào địa bàn được tạm chốt cứng để đảm bảo tất cả người và phương tiện đều phải qua chốt kiểm soát có người trực. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, trung bình mỗi ngày, các chốt kiểm soát được trên 2.000 lượt phương tiện ngoại tỉnh vào địa bàn, buộc quay đầu trên 200 phương tiện. Để tạo thuận lợi cho các đơn vị tổ chức cá nhân vận tải kinh doanh thuận lợi trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải đã duyệt cấp thẻ luồng xanh cho các xe được ưu tiên đi qua các chốt kiểm dịch. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận trên 9.300 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận phương tiện có mã QR code luồng xanh. Đến ngày 5 tháng 8, duyệt cấp cho trên 4.700 phương tiện đủ điều kiện và từ chối trên 4.000 hồ sơ. Đồng thời hướng dẫn cụ thể đối với phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, hàng nhu yếu phẩm, phục vụ an sinh xã hội, hàng hóa nông sản nhanh hỏng được ưu tiên lưu thông qua các địa phương đang áp dụng và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua phản ánh của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành của tỉnh, công tác theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện qua các chốt, trạm và qua thiết bị giám sát hành trình cho thấy có nhiều phương tiện sử dụng giấy nhận diện luồng xanh không đúng mục đích như sai tuyến đường, chủng loại hàng hóa, tên chủ phương tiện kê khai. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, xem xét, xử lý vi phạm triệt để các vi phạm của chủ phương tiện, đơn vị vận tải vi phạm hoạt động trên luồng xanh. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Pfanfinger Marine Việt Nam tặng 130 triệu đồng hỗ trợ các địa phương đơn vị phòng chống dịch COVID-19. Trong đó tặng 50 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, 30 triệu đồng cho Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, 50 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Giang. Số tiền này được trích từ nguồn tiết kiệm chi của Liên đoàn Lao động tỉnh và quỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn Pfanfinger Marine Việt Nam. Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị tiếp tục vượt qua khó khăn, ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát lây lan ra cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo tốt nhất cho việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên không tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên để thông tin một số kết quả quan trọng, nổi bật của kỳ họp và những phương án tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tình hình mới. Xin chào ông Nguyễn Đại Thắng, cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của chương trình. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 ạ. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15
đã diễn ra và thành công rất tốt đẹp, đặc biệt là để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh. Thì kỳ họp đã rút ngắn so với chương trình đã được thông qua 3 ngày và theo như với chương trình dự kiến ban đầu là rút ngắn 8 ngày. Một cái nội dung rất quan trọng của kỳ họp đó là đã bầu phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của bộ máy nhà nước, quyết định nhiều nội dung quan trọng cho cái sự phát triển của nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026, đặc biệt nhất là đã xem xét thông qua một cái hệ thống các kế hoạch cho cái phát triển 5 năm tới. Thêm một cái nội dung quan trọng nữa của kỳ họp đó là dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự đồng ý của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã sau khi cân nhắc xem xét và đánh giá cái tình hình về dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp thì có đưa một nội dung về phòng chống dịch bệnh Covid vào nghị quyết chung của kỳ họp và đã được kỳ họp các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, tạo cái cơ sở pháp lý cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để áp dụng những cái biện pháp cấp bách cần thiết, ngay cả những biện pháp mà trong luật chưa quy định, để tập trung ngăn chặn và khống chế dịch bệnh, không ngoài cái mục đích là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân trên hết, trước hết. Ông có thể cho biết những hoạt động và đóng góp nổi bật của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp ạ? Tại kỳ họp thứ nhất thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã chủ động tích cực nghiên cứu và có nhiều đóng góp vào các cái văn kiện, các cái nội dung của kỳ họp, thể hiện rõ là đã tham gia thảo luận tại tổ và hội trường 11 ý kiến, trong đó là thảo luận tại tổ là 9 ý kiến và tham gia thảo luận tại hội trường là 2 ý kiến. Vâng thưa ông, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên sẽ có những phương án như thế nào trong việc tiếp nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan chức năng ạ? Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện cái việc mà báo cáo kết quả kỳ họp thông qua các cái cơ quan truyền thông của tỉnh như báo Hưng Yên, đài phát thanh truyền hình tỉnh, rồi bản tin thông báo nội bộ của ban tuyên giáo để chuyển kết quả kỳ họp tới tận các chi bộ. Đồng thời là sẽ tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua tổ chức mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở, cấp huyện. Rồi cử tri và nhân dân có thể gửi trực tiếp đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoặc qua các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí, cố gắng làm sao để vừa đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh, vừa tiếp nhận được tất cả các cái ý kiến kiến nghị cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có liên quan ở Trung ương. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 đã hoàn tất. Tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8. Mục tiêu là đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh và an toàn trong phòng dịch. Vì là F1 nên em Dương Thị Hà, lớp 12A6 trường Trung học phổ thông Yên Mỹ không thể tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Sau khi kết thúc thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính, Hà đã chuẩn bị hành trang, sẵn sàng bước vào kỳ thi đợt 2. Công tác chuẩn bị phòng chống dịch của trường rất là bài bản và ổn định. Nhất là hôm nay em lên trường Tết Covid để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thì em thấy nhà trường chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và nước uống cá nhân thì em cảm thấy rất là yên tâm. Trong thời gian cách ly tại Đại học Thủy Lợi em đã tự ôn tập và làm đề cô cho và thi thử các cái đề của đợt 1 ạ. Em sẵn sàng để bước vào kỳ thi sắp tới rồi ạ. Kỳ thi đợt 2 diễn ra khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên việc chuẩn bị các biện pháp phòng dịch được đặt lên hàng đầu. 100% thí sinh, giáo viên, nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ thi được xét nghiệm COVID-19. 4 điểm thi đã được phun khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, quạt mát, ánh sáng và tổ chức diễn tập quy trình phân luồng đón tiếp thí sinh tại cổng trường. Bỏ khẩu trang ra. Khi các em đến thi thì nhà trường đo thân nhiệt ngay ngoài cổng để phát hiện các em có dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì đưa các em về phòng y tế. Các phòng thi dự phòng thì được bố trí ở tầng 1 và thuộc khu cách ly. Cách ly với tất cả các cái đường đi của các em thí sinh nên thi ở các phòng thi chính thức. Trong kỳ thi đợt 2, nhiều thí sinh phải di chuyển sang huyện khác dự thi thay vì thi tại trường như lần 1. Thí sinh huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Lâm, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào thi tại 3 điểm thi trên địa bàn huyện Yên Mỹ.
thí sinh của thành phố Hưng Yên và 4 huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động và Ân Thi dự thi tại điểm thi Trung học phổ thông Tiên Lữ. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, nơi nghỉ ngơi, ăn trưa cho thí sinh và phụ huynh được hai huyện Tiên Lữ và Yên Mỹ đặc biệt chú trọng. Phụ huynh của các cháu đưa các cháu đến thì sẽ có vị trí riêng cách khu vực trường khoảng 300m để nhằm hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo tuyệt đối cho an toàn kỳ thi theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Chúng tôi chỉ đạo trường phổ thông Trung học Tiên Lữ sẽ liên hệ trực tiếp với các thí sinh cũng như là các phụ huynh. Nếu có nhu cầu thì chúng tôi đã bố trí sẵn khu vực nhà ăn của ủy ban để giao cơm đến tận nơi cho các cháu. Và trong khu vực của trường Tiên Lữ thì bố trí một khu vực riêng dành cho các cháu nghỉ trưa cũng như sinh hoạt nếu trong trường hợp các cháu ở lại. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chiều nay các thí sinh đã làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế thi và các quy định về phòng chống dịch. Toàn tỉnh có 30 thí sinh không thể tham gia dự thi đợt 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sàn thương mại điện tử đang trở thành cơ hội mới hấp dẫn và hiệu quả, góp phần giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Lần đầu tiên được tiếp cận với việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm măng tây xanh trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò là nền tảng công nghệ nằm trong hệ sinh thái Viettel Post, anh Sử không tránh khỏi những bỡ ngỡ khó khăn. Anh nhận thấy đây là cơ hội mới, là chìa khóa quan trọng để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước. Được biết với diện tích 2 hectare đang cho thu hoạch, tính riêng sản lượng măng tây tươi, gia đình anh Sử có thể cung cấp ổn định trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò từ 2,5 đến 3 tấn măng trên một tháng. Mức giá bán trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến tay người tiêu dùng ở mức 110.000 đồng trên 1 kg, cao hơn từ 20 đến 30% so với bán bằng hình thức truyền thống. Chúng tôi không dùng phân hóa học mà hoàn toàn dùng phân hữu cơ. Ví dụ là phân gà, khoai mục mình ủ với nấm chi sô rồi vôi ủ tầm 6-7 tháng cho ăn. Khi mà người tiêu dùng ăn rồi thì người ta mới phản hồi lại là nó rất là ngon, nó ngọt. Đầu tiên là phải thống nhất lại bà con về cái tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa khi mình đưa lên sàn, chuẩn hóa lại cái quy trình đóng gói cũng như là vận chuyển. Cán bộ của Biêu chính Viettel nghiên đến tận cơ sở các cái vườn của bà con nông dân để thực hiện hỗ trợ bà con nông dân đăng sản phẩm, mô tả nội dung sản phẩm cũng như là thực hiện các cái hoạt động tương tác trên sàn. Trong thời gian đầu mới triển khai, Viettel Post Hưng Yên hỗ trợ gia đình anh Sử quảng bá sản phẩm, vận hành gian hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Sau khi đã vận hành và có tập khách hàng ổn định, Viettel Post Hưng Yên sẽ bàn giao lại để gia đình quản lý. Vừa bán trên sàn thương mại điện tử postmark.vn thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, vừa kết nối giữa các chủ vườn nhãn với bưu điện các tỉnh thành trong cả nước. Đến nay đã có 30 tấn nhãn trong tỉnh được cung cấp ra thị trường. Nhân viên bưu điện tỉnh xuống trực tiếp các nhà vườn để hướng dẫn người dân từ cách mở, tối ưu hóa gian hàng, chụp ảnh, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn đến cách đóng gói, bảo quản, vận chuyển nhãn đi các tỉnh, thành phố. Đang cái lúc mà Covid gặp khó khăn như thế này mà được bưu điện tỉnh giúp đỡ thì chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Về giá cả thì chúng tôi là yên tâm, không bị chèn ép của thương lái. Nhãn mà cứ chín đến đâu là bưu điện thu xuất bán cho chúng tôi đến đấy. Không chỉ đơn thuần là những hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản ngắn hạn, thương mại điện tử đang dần trở thành giải pháp kinh doanh bền vững cho nông dân, góp phần tạo đà giúp bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hướng tới chủ động sử dụng công nghệ, từng bước chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nông sản. Hiện nay tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng ra môi trường và dùng phế thải xây dựng để san lấp ao hồ, bề mặt ruộng diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Những đống phế thải xây dựng tự phát xuất hiện bên vệ đường, trên các khu đất trống ven sông Hồ là thực trạng thường thấy tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Trên quốc lộ 39 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, trên quốc lộ 38 đoạn qua xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, trên tuyến đường đê tả sông Luộc, lối dẫn vào chùa Bảo Khánh, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, cùng một số tuyến đường ở huyện Văn Lâm, không khó để bắt gặp những đống phế thải xây dựng đổ tràn lan bên lề đường. Nghiêm trọng hơn, tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, một số hộ dân còn dùng phế thải để san lấp bề mặt ruộng. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, gây mất mỹ quan và phá vỡ thổ nhưỡng. Để ngăn chặn tình trạng trên, chính quyền các địa phương cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa khi cấp phép các công trình xây dựng, yêu cầu các nhà thầu
chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định về xử lý phế thải xây dựng, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về đổ phế thải.